Đây là mẫu kệ TV Hoàng Gia nguyên khối, một trong những mẫu kệ TV bán chạy nhất năm 2022 do công ty đồ gỗ Phạm Gia thiết kế và sản xuất trực tiếp trên chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên. Gỗ là hương đá là một trong những loại gỗ thuộc nhóm 1 có vân gỗ là nổi bật, vượt trội so với những cái dòng gỗ thông thường như gụ và gỗ gõ. Đặc biệt là gỗ hương đá là loại gỗ có tính chất là cứng, bền, không bị mối mọt. Giá trị kinh tế của gỗ thì cao. Đây là mẫu kệ Hoàng Gia được làm từ gỗ hương đá với đường nét đục chạm rất là tinh xảo và các nghệ nhân thực hiện. Và kệ tivi Hoàng Gia thường sẽ làm bề mặt nó sẽ phẳng, không lồi không lõm thì nó sẽ dễ trang trí những cái thiết bị bên cạnh của tivi. Đây, như trên màn hình anh chị em đang thấy, đây là một chiếc tivi 75 inch được kê trên một chiếc kệ tivi là dài 2,6 m. Hai bên là sẽ để hai bức tượng, theo gia chủ chia sẻ là sẽ để hai bức tượng rất là phù hợp. Và mẫu kệ này thiết kế là hai bên là có hai ngăn kéo, mỗi bên hai ngăn kéo, và chính giữa là để một ô tủ làm nơi để thiết bị âm thanh. Đây, đây là cái bục chính giữa là cái ô tủ này. Ô tủ này thì được gia công từ một cái khối gỗ liền khối luôn, toàn bộ là gỗ liền khối nhé. Đây, khác với hàng thông thường người ta làm ván lùa, ván lồng hoặc ván ghép thì cái mẫu kệ Hoàng Gia này thì bên em làm hàng liền khối, hàng liền khối xẻ cây nhé. Đó. Và đục chạm rất là tinh xảo. Hai tấm cánh này khi ghép lại sẽ tạo thành một cái hoa văn. Và màu sơn thì bên em để trần là màu gỗ, theo đúng màu gỗ tự nhiên, không phủ màu đỏ giống như là các cái hàng chợ người ta thường phủ màu đỏ đậm lên. Về cái phần ngăn kéo, hai bên có hai ngăn kéo thì bên em làm ngăn kéo liền khối đây. Cái mặt ngăn kéo này dày là 3 cm, tất cả bên em đều là dày 3 cm. Đấy, hàng liền khối gắn cong cong đều hai bên nhé. Anh chị em lưu ý đây là bên em cong đều hai bên này. Đó. Và đục chạm họa tiết rất là nổi bật. Đây, cận cảnh là anh chị em có thể thấy là cái vân gỗ tự nhiên này vẫn là giữ nguyên này, nó khác với hàng chợ là người ta sơn màu đậm đỏ lên để lấp lỗi và sẽ không có cái vân gỗ. Còn những cái sản phẩm cao cấp thì bên Phạm Gia đều để gỗ tự nhiên nên là nó sẽ thể hiện được cái đường vân sợi chỉ của gỗ, nó nổi bật và mang vẻ đẹp tự nhiên hơn. Đó. Và cái phần chân trụ của kệ, cái chân này thì là bên em làm là chân 14. Đó. Chân chân này là chân liền khối nhé, toàn bộ là chân liền khối nên cong dẻo mềm mại luôn. Đó. Đây là tổng thể chiếc kệ tivi Hoàng Gia bên Phạm Gia đã sản xuất và bàn giao đến nhà khách hàng. Khác với hàng thông thường thì những cái sản phẩm này là làm là sẽ được chọn lựa gỗ làm rất là kỹ, từ lúc xẻ gỗ ta đã lựa những tấm ván nó nhiều vân để làm mặt, và kỹ hơn nữa đó là phần bên trong. Bên trong này bên em hoàn thiện là trong ngoài như nhau, tất cả trong ngoài này bên em hoàn thiện là bóng mịn mịn từ trong ra ngoài sạch sẽ. Đó. Để anh chị em cùng tham khảo. Nhưng mà gỗ là liền khối liền mạch hết đấy, không phải chấp ghép. Đây, đây là một trong những cái mẫu kệ là được rất nhiều người sử dụng, và mẫu kệ này nó rất phù hợp với cả bàn ghế Hoàng Gia. Đây, đây là một cái không gian phòng khách đã kê bàn ghế Hoàng Gia. Đây, để anh chị em cùng tham khảo. Và nếu mà anh chị em quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia theo số hotline đã hiện trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.